quá biết đấy. Để nấu ở đây. Không chị. Nấu rồi luôn. Nấu này không? Lao chị dĩa rồi. Lao đã hồi chuẩn bị đồ ăn. Chào coi. Vậy là không nổi. Chị dĩa này muốn canh nãy này. Nghe mùi đó bụng chưa? Ốc hả? Hả? Rồi được rồi đó. Đắp vô không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.